Rồi, xin chào các bạn. Em vừa nhận thông tin là cái dòng nhập khẩu khả năng là cũng sẽ có giảm giá để bắt đầu đón cái giảm thuế ạ. Cũng chưa chắc chắn 100%. Thôi cứ lên video cho anh chị. Như em quay trên hình là Xích 3. Xích 3 em bán 4 bản ạ. Bản số động AT, bản Deluxe như trên màn hình. Bản Luxury và Premium. Thì Xích 3 với 3 bản thấp nhất thì cái mức giảm giá bọn em vừa nhận được sẽ đâu đó khoảng 20 triệu ạ. Cụ thể như là với phiên bản AT thì tháng 12 năm ngoái nó bán là 520 triệu, thì ra Tết cái nó lên mất 10 triệu là 530. Còn như bọn em nhận được thông tin là sẽ bán ở đâu đó cái mức giá khoảng 512 triệu. Thì giá này thì sẽ là giá niêm yết và là giá chưa ra biển ạ. Thì các bác 512 thì các bác mất đâu đó vào khoảng tầm 55 triệu, 60 tiền 55 triệu tiền đăng ký đăng kiểm, tức là mình lăn bánh đó vào khoảng tầm 560 570 là mình có cái Mazda CX-3 nhập khẩu Thái Lan gầm cao hạng B, và đó là phiên bản thấp nhất ạ. Còn với phiên bản Deluxe có thêm thanh giá nóc này hay là điều hòa tự động đấy. Cái bản AT thì cái chỉnh điều hòa ấy, nó sẽ là cái cần gạt cơ này. Đây là bản Deluxe thì có thêm điều hòa tự động. Ngoài ra thì tất cả các phiên bản thì đều là phanh tay điện tử auto hold. Rồi trở lại cái giá bán thì bản Deluxe này em đang bán là 569 triệu ạ. Thì với cái giảm giá 20 triệu thì nó sẽ còn là 549. 549 thì các bác ra biển đâu đó nó chỉ loanh quanh khoảng hơn 600, gọi là 61 ạ. Thì cũng vẫn rất là hợp lý, vẫn rất là rẻ. Bản Luxury đang là 599 thì bên em bán về 579. Đấy. Thì các bác thấy xe nhập gầm cao mặt đại. Đấy, nó có đẹp không ạ? Đặc biệt là màu này là màu mới nhá. Xích 3 thì em có 4 màu: trắng, đỏ, xám và màu vàng ánh kim như này. Đấy, cái màu này thì cũng rất là đẹp để anh chị tham khảo ạ. Đấy, Xích 3 thì nó sẽ giảm giá 3 cái dòng xe này. Anh chị có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp qua bên em để được hỗ trợ thêm nhé. Xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.